tuyệt vời không thưa quý vị? Thưa quý vị, để tiếp bước chương trình ngày hôm nay, các chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ gửi đến quý vị một bản múa rất đặc biệt, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Tôi Viết Tên Anh. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ với bản múa sau đây. Tôi rất là tuyệt. Lilian.